Xin chào các anh chị, các bạn. Hôm nay mình làm thức uống sinh tố seri, các bạn thấy thích làm với mình nha. Đây là 500g seri, sữa đặc có đường, sữa tươi không đường và đường. Và seri mình đã lấy hộp ra như vậy rồi. Và mình cho vào trong máy xay sinh tố. Cho vào seri 2 muỗng canh đường. Ba muỗng canh sữa đặc có đường. Đổ sữa tươi vào, cho bằng mặt với seri. Bạn muốn uống đặc thì ít sữa tươi lại và cho vào máy xay. Xay đến khi nào mịn thì thôi. Như vậy là được rồi. Mình cho ra ly. Nước sinh tố seri này uống rất là ngon luôn á các bạn, và bổ dưỡng nữa. Các bạn uống đá thì cho vào tí đá rồi mình xay chung nha. Còn nhà mình thì không có uống đá. Khi nào mà thời tiết thật là nóng á, mình xay sinh tố mình có cho chút đá vào. Và mình trang trí cho ly sinh tố seri một trái seri cho đẹp mắt nha các bạn. Khi mà mình uống hết ly seri đó thì mình ăn cái trái seri luôn. Sinh tố seri uống rất là bổ dưỡng và có nhiều vitamin. Nói chung là về trái cây á, mình làm sinh tố uống thì nó sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, rất là tốt cho cơ thể nha các bạn. Và mùa hè thì mình thường làm những ly sinh tố như vậy, đủ loại trái cây cho các con mình uống. Và bọn nhỏ rất là ưa thích. Và mình mời mọi người uống sinh tố seri cùng với gia đình mình nha. Và thôi, cũng cuối video rồi, mình chúc mọi người dồi dào sức khỏe và bình an. Các bạn thấy thích thì hãy like và share và đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo mới của video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.